hai loại vú sữa nha bà con, rất là đáng trồng, đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng rất là nhiều. Ý như của chú anh chị. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cái tựa đề ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica nha, vú sữa không ngủ Mica ha bà con. Chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là ra trái nha. Trái trong ruột thì nó sẽ màu trắng ha bà con, ăn rất là giòn. Nó không ngủ ha bà con. Ngộ hơn những cái vú sữa khác thì nó có mủ ha. Ăn thì nó hay bị dính cái dành môi ha bà con, còn vú sữa Mica đặc biệt là không ngủ nha. Chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là ra trái thôi. Bạn này chịu hạn mặn, chịu phèn rất là tốt ha. Sức sống rất là tốt nha bà con, nhanh cho trái ha. Còn đây là nguyên lô nè, vú sữa Mica của bên trung tâm cây giống là hoàn toàn nuôi lại hết nha bà con. Nó đi những cái cây mới như vậy nè ha bà con. Những cái cây mới, những cái búp mới như vậy thì bên Ly mới xuất cho quý bà con chúng ta trồng nha, những cái cây giống mà nó mới ghép xuống mà xuất cho quý bà con chúng ta trồng thì nó sẽ bị hao ha bà con, bị hao hụt về cây giống rất là nhiều. Tại vì kỹ thuật nhân giống thì nó cũng hay bị lỗi ha bà con, nó không có ra rễ nhiều ha bà con. Thì cắt xuống sẽ xuất cho quý bà con thì cái mặt độ hao của nó thì nó khoảng là 2 đến 30% nha bà con. Tức là 100 cây thì nó sẽ hao tới 20 cây ha. Còn khi mà cái cây giống mà được nuôi hoàn toàn giống như vậy ha bà con, nuôi trong cái chậu C6 như vậy nè. Thì cái cây nào mà nó không đạt á, cái cây nào nó chết, nó không ra rễ, nó chết á, thì bên Ly sẽ loại ra hoàn toàn ha bà con. Còn khi những cái cây mà nó búng lụa như vậy nè ha bà con, nhìn thấy rõ không? Nó búng lụa nè ha, nó đi cái cây non như vậy nè, là cái cây nó sức sống hoàn toàn ha bà con. Sức sống hoàn toàn luôn, chúng ta trồng là không còn hao nữa ha. Cây nào nó cũng đi cây mới hết nè bà con. Thấy rõ không ha? Đây. Đây nè. Vú sữa Mica thì ăn rất là ngon nha bà con. Chịu phèn cũng rất là tốt ha. Thể loại vú sữa mới, trồng trong vòng từ 18 tháng là ra trái nha. Nếu như chúng ta chăm sóc tốt thì ra trái sớm hơn. Còn cái khoảng cách trồng vú sữa Mica là 5m nha bà con, 5m nhân 6m là mật độ trồng lý tưởng của cây ha. Đây là những cái nhóm hàng như vậy là đang được chủ đầu tư lựa ra rồi nè ha bà con. Lựa ra rồi nè. Cây nó đi cơi mới hết nè. Đây là chủ đầu tư ha bà con. Chú đầu tư về cây vú sữa Hoàng Kim cộng thêm là vú sữa Mica luôn ha. Chú ở Đồng Tháp đó bà con. Rồi, tới cây tiếp theo. Cây tiếp theo Liên muốn chia sẻ là cây vú sữa Hoàng Kim. Vú sữa Hoàng Kim thì bên trung tâm cây giống có rất là nhiều loại kích cỡ nha bà con. Còn cái chủ đầu tư này thì đầu tư cái kích cỡ là từ 30 xăng đến 40 xăng ha. Vú sữa Hoàng Kim cái loại 30 xăng đến 40 xăng này chúng ta trồng trong vòng 15 tháng là ra trái bói nha bà con. Cái trái của vú sữa Hoàng Kim thì cái trái màu vàng, cái vỏ màu vàng, cái ruột màu trắng ha. Trong ruột nó có từ 1 hạt đến 3 hạt. Ăn thì nó rất là thơm ha bà con. Nếu như chúng ta để chín thì bạn này nó sẽ không có mủ luôn, cũng giống như vú sữa Mica vậy hả bà con. Còn khi mà trái nó còn hơi sống sống thì nó có mủ nha. Đây. Còn cái khoảng cách trồng của cây vú sữa Hoàng Kim thì từ 4m hả bà con, 4m nhân 5m. Sữa Hoàng Kim nó không có cuống giống như vú sữa Mica, nó mọc ở trong cái thân hả bà con. Những cái năm đầu thì chúng ta tạo tán thường xuyên cho cây thì cây nó phát triển rất là đồng bộ luôn. Cây nó gốc to ha, nhánh to ha, nhiều nhánh, nhiều chi, nhiều tàn hả bà con. Thì sau này cho trái rất là nhiều. Vú sữa Hoàng Kim thì thể loại trái mọc trong thân, nó đu ở trong cái thân này nè hả bà con. Khi mà về chúng ta trồng tầm khoảng cao cỡ vậy này hả bà con, thì chúng ta bấm cái đọt thì nó sẽ nhảy chi, nhảy tàn ra ha. Thì sau này cho trái nó mới nhiều hơn hả bà con. Đây, chủ đầu tư này thì đầu tư 150 cây hả bà con, 150 cây vú sữa Hoàng Kim với vú sữa Mica trồng xen canh ha. Chú mua đầu tư về cái cây vú sữa Mica thì số lượng cũng ít thôi, không có nhiều, chú muốn xử đất hả bà con. Còn vú sữa Hoàng Kim thì chú đầu tư nhiều. Cô với chú ở Đồng Tháp. Đây cũng là chủ đầu tư ha bà con. Anh này thì ở chợ Rạo của tỉnh Tiền Giang ha. Anh cũng đầu tư vú sữa Hoàng Kim. Anh đầu tư nhiêu cây anh? 150 cây luôn. Vú sữa Hoàng Kim nè ha. Đây nè ha bà con. Cái cây này thì nó cao từ 3 tấc tới 4 tấc. Cây này 4 tấc nè, hai gan nè. Cây đi cơi hết rồi nè. Rất là đẹp ha bà con. Đi cái búp mới như vậy nè. Đó, đi đọt mới hết ha bà con. Đó. Còn có cái lô này nó nhỏ hơn nữa ha bà con. Nó nhỏ hơn tí xíu. Còn lô cao hơn. Đó.
vú sữa Hoàng Kim ha. Chủ đầu tư đã đến tận vườn ăn thử trái trực tiếp rồi, chủ đầu tư mới đầu tư nha bà con. Bên trung tâm cây giống sẽ có vườn cho quý bà con chúng ta tham quan và ăn trái trực tiếp trên cây luôn nha bà con. Chúng ta xem mô hình đánh giá rồi chúng ta có quyết định đầu tư hay không thì chúng ta đầu tư ha. Vú sữa Hoàng Kim thì ăn rất là ngon, ngọt thanh nha. Đi xin nhắc lại, vú sữa Hoàng Kim thì nó sẽ ngọt thanh, nó không có ngọt gắt với vú sữa Lò Rèn của chúng ta đâu ha, nhưng mà ăn rất là thơm. Chúng ta tăng độ ngọt thì chúng ta để tủ lạnh để ngăn mát tầm khoảng 30 phút thì chúng ta lấy ăn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều ha bà con. Còn hôm nay thì bên Ly sẽ có hai chủ đầu tư. Một chủ đầu tư thì ở Đồng Tháp ha, còn một chủ đầu tư thì ở Gò Công đi lên ha bà con. Đã đi ăn trái trực tiếp luôn. Rồi anh đã quyết định trồng ha bà con. Hai chủ đầu tư, một chủ đầu tư thì trồng 125 cây vú sữa Hoàng Kim với thêm 25 cây vú sữa Mika. Còn chủ đầu tư này thì cũng trồng 150 cây vú sữa Hoàng Kim nữa hết bà con. Vú sữa Hoàng Kim thì chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là ra trái hết bà con. Đây là cái lô nho, nho thân rổ nè, mới vừa nhập về hết bà con. Cái lô này thì đang hoa đang trái luôn nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích đầu tư cái cây bonsai, cái cây trồng chậu, trồng kiểng thì chúng ta có thể tham khảo về cái giống nho này hết bà con, ăn cũng rất là ngon. Cây cherry nè, này là cây hồng khổng lồ ha bà con, còn hồng sô-cô-la nữa nè. Cái lô này thì 15 cây chuẩn bị xuất đi cho chủ đầu tư ha bà con. Cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ nè, ăn rất là ngon nha. Và Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cô chú anh chị đi hướng từ ngã tư Cai Lậy chạy vào thì tới trung tâm cây giống sẽ nằm ở bên tay phải, đi đúng 5 km luôn nha bà con. Còn cô chú anh chị nào đi hướng từ Mộc Hóa Long An đi ra thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm ở bên tay trái, có cái bảng hiệu trung tâm cây giống, cái nền màu xanh ha. Đây. Còn đây là đóng hàng bưu điện này nha bà con, đóng hàng bưu điện để gửi đi những cái tỉnh xa giống như Đắk Nông, Đắk Lắk nè, ở ngoài miền Trung, miền Bắc ha bà con. Đang đóng dừa, đóng sầu riêng các kiểu ha. Từ 5 cây trở lên là bên trung tâm cây giống nhận ship hàng bưu điện hết nha bà con. Giờ Ly sẽ quay lại cái cây vú sữa Mika một lần nữa nha bà con. Đây, cây đều đi đẹp ha. Đi cơ đi đọt hết nè, cây hoàn toàn nuôi là hết nha bà con. Rồi, cái video này Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top 2 loại vú sữa nha bà con, rất là đáng trồng, đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng rất là nhiều. Nếu như của chú anh chị nào mà chúng ta thích thì chúng ta có thể tham khảo nhiều hơn ha. Thứ nhất là cây vú sữa Mika, thứ hai là cây vú sữa Hoàng Kim nha bà con. Cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con. Ly tiếp tục đi vườn để chia sẻ cho quý bà con chúng ta những cái mô hình và những cái cây giống mới, những cái chuyến mấy anh kỹ thuật đi chăm sóc vườn nha bà con, để chúng ta áp dụng cho khu vườn của mình. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều.